Xin chào anh em và tất cả mọi người lại quay trở lại với kênh của Lê Nam Review. Thì hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại một cái hình ảnh rất là đẹp ở dưới chân núi của người dân Đài Loan. Đó là hình ảnh những cái cuộc sống thôn quê ở phía trên núi của người dân Đài Loan. Trong đó bao gồm có là nương vườn, rồi nhà cửa, rồi có những cái ngôi chùa người dân Đài Loan họ xây dựng ở phía dưới chân núi, và những cái cảnh quan được công trình được người dân Đài Loan họ xây dựng phía dưới chân núi rất là đẹp. Thì hôm nay anh em và mình có thể đi khám phá lại một lần nữa xem là hiện tại bây giờ cảnh vật nó như thế nào nhé. Đấy, ở đây là có một cái ngôi chùa anh em, thì bây giờ mình sẽ review cho anh em xem. Đây là một cái con đường đi qua anh em này. Đây là một cái con đường đi qua xuyên về vào phía bên trong kia. Thì ở phía ngoài này là có một cái cổng đi vào rất là đẹp và rất là cổ kính luôn. Thì đây là một cái cổng mà họ làm giống như kiểu mà cột gỗ ấy. Đấy. Và phía trên có những cái dòng chữ khả năng là của nhà chùa đấy. Bởi vì đây là một cái nhà chùa ở phía dưới chân núi luôn. Để phục vụ cho người dân Đài Loan họ đi du lịch cũng như là kèm theo là đi cúng bái ở đây luôn. Đây, những cái cột gỗ này thì xem phải cột gỗ không? Họ làm xi măng anh em ạ, mà ở phía xa nhìn trông rất là giống gỗ luôn. Đấy, phía trước của ngôi chùa thì rất là đẹp luôn. Ở phía bên trên này là có một cái chuông anh em, có một cái chuông và một cái búa để gõ chuông này. Đấy, rất là đẹp. Còn ở phía bên trong thì chùa này thì mà chắc là họ cũng vừa mới được xây dựng thì phải, hoặc là họ tân trang lại, khả năng họ tân trang lại đấy. Đấy, phía bên ngoài này là một cái án thờ để thắp hương rất là lớn. Đấy, một cái bình, một cái chậu thắp hương khá là lớn luôn. Đấy, còn phía bên trong là những cái án thờ của các đấng thần linh đấy. Đấy, các vị thần đấy. Trên này là có một cái trống này. Đấy, một cái trống rất là lớn được họ treo kèm theo có cái tùy. Và phía bên trong thì người dân Đài Loan hiện tại bây giờ ở trong chùa ấy, họ đang còn thắp giang và chuẩn bị tiền vàng mã để cúng bái ở phía bên trong ấy. Đấy, mình chỉ có đứng ở phía bên ngoài mình quay review anh em nhé, còn mình sẽ không đi vào phía bên trong nữa. Đây là hình ảnh phía bên ngoài của ngôi chùa dưới chân núi, rất là đẹp luôn. Mà họ làm cái cổng đi lên anh em, cổng đi lên là họ làm ngay ở phía dưới, ở phía giữa đường luôn đấy. Bởi vì cái con đường này sẽ đi lên đây, đi lên trên kia là hình như là có một cái khu vực vui chơi giải trí hoặc gì đó, để lát nữa rồi mình đi lên xem. Còn xem ở đây là cũng có một cái án thờ phía ngoài đấy anh em nhé. Thờ đây là cái bài thờ vị thần linh đấy. Đấy. Có bài vị ở phía trên là rồng, thần là rồng rất là linh thiêng. Còn đi qua bên này thì có bàn chó đấy. Ở nhà chùa họ vẫn còn nuôi một bàn chó đây. Bàn này còn nằm, chắc là trời khả năng hơi lực đấy, hơi nóng. Ở phía ngoài này, ngoài cùng này của ngôi chùa ấy, thì đây là một cái lò để có thể tiêu hủy những cái vật mà cúng bái đấy, vàng mã cũng như là một số vật để cúng bái đấy cho các vị thần trong nhà chùa đấy. Đấy, rất là đẹp. Đây là cái khuôn viên nhà chùa mà mình quay và review chi tiết ở phía bên ngoài cho anh em và mọi người có thể vào xem và khám phá về những cái hình ảnh cuộc sống miền núi của người dân, cuộc sống thôn quê của người dân Đài Loan. Đấy. Còn ngay phía bên cạnh nhà chùa anh em nhé, thì ở phía dưới này là có một cái khoảng nương vườn sân. Cái khoảng nương vườn này thì người dân Đài Loan họ trồng rau, các cái loại rau này rất là nhiều, cả cái loại rau có môn này, rồi có bên kia là có cả măng tre, rồi rau khoai, đấy, dàn mướp,
rồi đu đủ ấy, rất là nhiều các cái loại rau được họ làm theo từng luống ấy, rất là đẹp luôn đấy. Họ phân chia thành từng luống rất là bài bản ở trong khu vườn của họ đấy. Bên phía bên kia thì có những cái dàn mướp đấy. Mà ở đây thì anh em xem là từ đây đi lên phía trên kia là những cái cảnh quan của núi rừng rồi. Tất cả đều là những cây rừng rất là lâu năm, những cái cây cổ thụ đấy, thì được họ trồng ở đây đấy. Thì được họ ở phía dưới này thì được người dân Đài Loan là họ trồng rau ở đây đấy. Đấy. Còn phía trên này là rừng cây là bao ngạp, cả một khu rừng là bao la bát ngát luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ đi lên phía trên này xem. Đây cũng là một trong những người dân Đài Loan mang đồ và mang lễ đến để cúng bái. Thỉnh thoảng lên đây thì mình bắt gặp là người dân Đài Loan họ đi lên đây mang những cái đồ, rồi tất cả những cái vật phẩm mang lên đây để cúng bái và cầu bình an cho gia đình của mình đấy. Bên này cũng là một khu vực cúng bái rất là linh thiêng. Ở bên này thì họ trang trí rất là đẹp anh em, khuôn viên là cả một màu đỏ rất là đẹp luôn. Bên trong này thì khu vực cúng bái của người dân Đài Loan rất là yên tĩnh luôn. Ở phía trên núi này thì chỉ có nghe tiếng là ve kêu và tiếng chim sóc kêu thôi. Ở phía bên trong này thì có các vị thần linh. Các vị thần linh ở phía bên trong này anh em nhé. Rất là linh thiêng. Mình quay và review chi tiết để anh em và tất cả mọi người có thể vào xem và khám phá những cái hình ảnh rất là đẹp ở bên phía trên núi của người dân Đài Loan. Đi học ở phía trước này cũng có một cái lò rất là lớn anh em. Một cái lò này thì họ cũng sử dụng để tiêu hủy những cái đồ lễ cúng bái mang lên đây đấy, như là vàng mã và một số đồ đoàn mang lên để cúng bằng giấy, hoặc là một số đồ lễ họ cần được tiêu hủy đấy. Còn đi lên đây là cả một cái khu vực rất là đẹp, được người dân Đài Loan họ xây dựng ở đây, là một cái khuôn viên của con đường leo núi đấy. Thì ở đây thì trước đây mình cũng có quay và review qua cho anh em xem một lần. Thì hôm nay thì mình cũng có thời gian rảnh là mình quay trở lại để mình review lại để anh em và mọi người có thể vào xem. Ở trên này là họ cấm hút thuốc anh em nhé. Ở đây có một cái biển là cấm hút thuốc đấy. Có một cái biển là cấm hút thuốc đấy. Còn ở phía bên trong này, đây là ngay là một cái khu vực công viên anh em. Đấy, khu vực công viên vui chơi giải trí của người dân Đài Loan đấy. Thì ở phía bên trong này thì có một căn nhà được người dân Đài Loan họ chắc là họ ở đây đấy, vừa buôn bán vừa kinh doanh luôn đấy, luôn tiền có thể buôn bán và kinh doanh luôn đấy. Đấy, thì đây là cái căn nhà của họ. Còn phía ngoài này thì họ làm một cái ngôi nhà để vui chơi đấy. Rất là đẹp luôn đấy. Một cái thiết kế rất là đẹp luôn và rất là cổ kính. Tất cả những cái cột ở phía trên này họ được xây dựng theo kiểu giả giang giả gỗ đấy, nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Lên đây thì anh em thấy một cái khuôn viên phải nói là rất 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 chi là yên tĩnh luôn. Và vì cái mùa sắp tới mùa hè, hiện tại bây giờ cũng là mùa hè rồi, nên là cũng nghe tiếng ve kêu, rồi tiếng ve kêu ở trên rừng là râm ran luôn. Đi ở bất cứ nơi nào ở trên rừng núi của Đài Loan cũng thế, về vùng thôn quê kiểu gì cũng nghe tiếng ve kêu. Còn phía bên trong này cũng là một cái ngôi nhà. Cái ngôi nhà này là một cái án thờ đấy anh em. Đây là một cái án thờ ở tại khu vực vui chơi giải trí này anh em này. Thì đây họ có một cái cánh cửa họ khóa, họ vừa khóa lại rồi. Bên trong này là cũng có rất là nhiều các vị thần linh, được bà Bồ Tát
được người dân Đài Loan họ trưng bày và họ thờ phía bên trong này. Thì rất là linh thiêng anh em. Khu vực núi rừng của Đài Loan thì có rất là nhiều các cái ngôi chùa chiền, các cái nhà chùa được người dân Đài Loan là họ xây dựng để phục vụ cho người dân của họ. Còn chỗ này là hình như là cũng một khu vực án thờ, hình như là cũng thú tí cung, là cũng thủ thần đất đai đấy. Đây cũng là một cái ngôi miếu nhỏ, một ngôi miếu nhỏ thôi. Còn bên này là những cái lò được làm bằng sắt để có thể đốt và tiêu hủy những cái lễ vật mà cúng bái đấy. Đấy. Đây là một trong những cái nét đẹp ở phía trên núi, trên làng thôn quê trên núi của người dân Đài Loan. Bên trong này thì không khí rất là mát mẻ, bởi vì trời cũng rất là âm u rồi anh em ạ, trời cũng đen, sắp mưa. Lúc nãy trên đường mình đi thì trời có mưa luôn phun. Đấy. Mà trời này thì đi rất là mát, rất là phù hợp trong quá trình leo núi đấy. Này, ở đây là có những cái đồ để phục vụ cho quá trình luyện tập thể dục thể thao đấy. Quay rồi là bên này là có giống kiểu đi bộ này. Rồi bên này là có cũng tập đấy, những cái dụng cụ mà họ đã làm ra để tập đấy, tập thể dục thể thao đấy. Xe máy của người dân Đài Loan họ lên trên này thì họ cũng bỏ đây luôn anh em. Anh em xem là ở phía bên kia họ cũng làm một cái đường đi lên phía trên kia, thì ở đây là những cái khu vực mà những cái con đường cung đường leo núi đấy, được người dân Đài Loan họ làm, họ thiết kế ở ngay phía dưới ngôi chùa luôn đấy. Ở ngay phía trên ngôi chùa phía dưới cùng là trước khi mà họ đi leo núi thì họ sẽ vào để thắp hương cúng bái, rồi có thể đi cúng lễ đấy. Đấy, rồi có thời gian thì họ có thể đi leo núi và tập thể dục thể thao luôn đấy. Đây là một cái trong những cái một trong những cái hình thức mà người dân Đài Loan họ làm ra rất là tiện lợi luôn, để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của người dân, về tín ngưỡng của người dân. Còn đây là một cái bàn đá. Đây là một cái bàn đá được họ đặt ở ngay phía dưới một cây cổ thụ, cây xanh rất là đẹp. Thì bây giờ ngồi đây để có thể uống nước. Thì bây giờ mình sẽ lại ở cây nước, mình mua nước đá rồi lại đây ngồi ngồi uống nước, nghỉ ngơi một tí. Bởi vì hiện tại bây giờ trời cũng đã mưa rồi anh em. Này anh em thấy trời mưa luôn phun rồi. Đây. Trời này thì rất là mát luôn. Đây, ở đây là cái tiền lẻ lúc nãy mình mua xoài này. Tiền lẻ lúc nãy mình mua xoài, bây giờ mình sẽ bỏ vào cây đây để mình mua nước. Thì nước ở đây họ bán cũng đây là 20 khoai này, là những cái loại nước này. Đấy, có rất là nhiều các cái loại nước bạc hà, mình uống nước bạc hà đi. Nước bạc hà rất là mát. Đấy. Nhét tiền vào đây anh em nhé. Đây. Rồi, bắt đầu là nước bạc hà. Và tiền thúi thì họ lấy thúi ra ở đây anh em. Đây, tiền thúi ra ở đây. Còn đây là nước. Mình lấy nước. Đây, mình đã mua được nước bạc hà đây rồi anh em. Đây. Bây giờ mình sẽ mang lại tại một cái bàn đá ở ngay một cái gốc cây này để ngồi uống nước một chút. Hiện tại bây giờ thì mời anh em và tất cả mọi người uống nước cùng với mình nhé. Nước bạc hà rất là mát, rất là ngon. Ở phía bên ngoài trời thì trời cũng mưa, có nắng hạt hơn rồi. Hiện tại bây giờ thì trời cũng có vẻ là nắng hạt hơn rồi đấy.
Nhưng mà nếu mà mưa to thì mình ở đây mình trú luôn, mình trú mưa ở đây không không sợ mưa ướt anh ạ. Đây có rất là nhiều các cái ngôi nhà mà người dân Đài Loan họ họ xây dựng lên để nghỉ ngơi ấy, nên là dù có mưa to đến bao nhiêu thì mình cũng ở trên núi này mình cũng không sợ ướt. Đấy. Mời anh em uống nước nhé. Nước này rất là thơm. Này, bạc hà này. Bạc hà mà họ sẽ làm với cái kết hợp với cái cỏ cỏ sen sáo đấy. Rất là ngon của Đài Loan. Lát nữa mình sẽ đi xem ở xung quanh này, sẽ ở xung quanh khu vực ngôi chùa cũng như là những cái cảnh quan nơi đây xem có gì thú vị không, thì mình review chi tiết lại để anh em và mọi người có thể vào xem nhé và trải nghiệm nhé. Bởi vì ở trên Đài Loan, đất nước Đài Loan thì nó cũng có rất nhiều những cái hình ảnh cảnh đẹp và cuộc sống của họ cũng có một cái gì đó nó cũng tương đồng tương tự như ở Việt Nam mình anh em ạ. Nhưng bởi vì nước của họ phát triển hơn nước mình là bởi tại vì họ không xảy ra những cái cuộc chiến tranh như ở Việt Nam mình, không xảy ra những cái cuộc chiến tranh lâu dài ấy, như ở Việt Nam mình, nên là nước họ ổn định và phát triển hơn rất là nhiều. Đấy. Và ở cái con đường mà đi leo lên núi ở đây ấy, thì họ cũng có một cái biển này. Đấy, họ có những cái biển này, có thể là chỉ dẫn đấy. Đấy, có thể là chỉ dẫn để người dân Đài Loan họ biết được. Đấy. Bởi vì phía trên này thì đường leo núi họ xây dựng khả năng thì cũng có rất là nhiều những cái con đường ở phía trên sẽ đi về theo những cái hướng khác nhau ấy. Đấy. Nên là họ sẽ có một cái bảng nội quy cũng như là cái bảng để hướng dẫn cho người dân họ biết. Bởi vì những người dân đi du lịch ở xa đấy, họ tới thì lần đầu họ chưa biết thì phải có những cái bảng hướng dẫn anh ạ. Có một cái điều đặc biệt lên đây thì ở phía trên này là họ làm những cái chum cổ này. Những cái chum này là cái thế hệ trước người dân Đài Loan họ đã đúc rất là lâu rồi. Những cái chum này này họ đúc rất là lâu rồi anh em ạ. Trước đây là họ làm mà cũng có tráng men nhưng mà nó rất là thô, không được giống như kiểu mà cái chum thời nay. Bởi vì trước đây họ làm bằng tay, bằng thủ công ấy. Trên này thì họ có những bỏ những cái viên màu xanh, viên bi màu xanh ấy, giống kiểu ngọc ấy. Đấy. Đây là một trong những cái cách trang trí ở tại một cái khuôn viên đường leo núi ở phía dưới, phía trên núi thì rất là đẹp. Đấy. Đấy. Trên này thì không gian rất là yên tĩnh, anh em nghe tiếng ve kêu không? Tiếng ve kêu rất là râm ran. Ở phía xa xa thì người dân Đài Loan họ đang rửa xe máy đấy. Họ đang rửa xe. Đó là hình như là người dân họ sống ở đây anh em. Ở bên cái căn nhà mà lúc nãy mình ghé lại đó đấy. Họ vừa buôn bán ở đây luôn. Bởi vì khách thường thường mà nếu mà ngày lễ thì khách họ lên đây khả năng khá là nhiều đấy. Mình men theo con đường này đi lên xem. Bên này là có bậc thang, còn bên này là có họ xây như thế này để trượt. Mình đi theo con đường này đi lên xem trên này có gì thú vị không. Thầy khẳng định là cái công viên này trước đây họ xây dựng rất là lâu rồi anh em. Thầy từ thời lâu rồi. Bởi vì đây nhìn những cái cọc này, rồi những cái khuôn viên đây họ làm rất là cũ rồi, rất là lâu rồi. Này, trước đây là họ ở đây là nền liệt họ làm cũng khá là lâu rồi, hàng chục năm về trước rồi. Này, hàng rào trước đây họ cũng làm bằng xi măng hết. Xi măng mà xây dựng theo kiểu giá cũ rất là đẹp. Còn ở phía đây nhìn thông qua phía dưới kia là khu vực nhà cửa rất là nhiều anh em ạ. Rất là sầm uất luôn. Mà ở Đài Loan là xung quanh bao quát toàn là núi anh em ạ. Chỉ có những cái khu vực mà đồng bằng ấy thì các cái biệt thự rồi nhà cửa rồi
công ty công xưởng họ mọc lên rất là nhiều và rất là san sát luôn. Ừ, phía xa xa có bàn sóc đang còn leo trên cây ạ. Mình vừa nhìn thấy mà không biết từ đâu đâu. Sóc ở trên này thì rất là nhiều luôn. Trời vừa mưa anh em ạ, nên anh em nhìn trên cái lá này nó ướt hết. Đấy, cái lá rẫy mưa. Mình vừa ngồi trú mưa được một lúc thì bây giờ lại đi tiếp. À đây có bạn chó này. Bạn chó rất là đẹp, bạn chó đen, khả năng là chó hoang đấy. Ở đây chó hoang rất là nhiều anh em, chó hoang mèo hoang trên này rất là nhiều. Mà chó hoang mèo hoang trên này thì cũng được cấp phát thức ăn, được người dân Đài Loan họ cấp phát thức ăn đấy. Cứ mỗi địa điểm sẽ có một chủ cấp phát thức ăn cho chó mèo. Đây là cái cung đường mà đi xuyên vào phía bên trong kia, thì họ sẽ làm những cái cột gỗ rồi những cái dàn này rất là đẹp luôn. Đây đi vào xuyên vào phía bên trong kia anh em. Mà cái con đường này là khả năng ít người đi bởi vì có rêu mọc lên cũng khá là nhiều này. Vào thời điểm này cũng rất là ít người đi, ít người lên đây thì phải. Nếu mà người mà họ đi nhiều thì khả năng mòn sẽ mòn, không có rêu mốc nhiều như thế này. Thì bây giờ mình sẽ không lên trên nữa. Mình khám phá xung quanh đây để anh em và tất cả mọi người có thể biết là ở trên núi của Đài Loan sẽ có những cái cảnh đẹp của chùa chiền, rồi của những cái cung đường leo núi và một số công trình được người dân Đài Loan họ xây dựng phía này rất là đẹp và gắn liền với hình ảnh cuộc sống thôn quê của người dân Đài Loan ở đây. Họ trồng rau rồi làm vườn trồng rau ở đây. Đấy, an hưởng cuộc sống yên tĩnh và an nhàn. Còn bên trong này có một cái ngôi nhà, thì bây giờ đây thì dưới này là họ làm những cái bậc thềm đi lên anh em này. Đấy, họ làm những cái bậc thềm đi lên. Và phía trên này thì của ngôi nhà này thì họ làm cũng rất là đẹp anh em ạ. Phía trên thì rêu mốc nó lên cũng khá là nhiều rồi, thì khả năng họ cũng xây dựng cũng vài chục năm rồi, khá là lâu rồi. Đấy, ở vào cái ngôi nhà này thì có những cái dòng chữ ở đây, thì mình không học tiếng Trung nên là mình xin phép là không dịch được nhé. Ở phía trên nền nhà thì họ cũng trang trí một số loại đá, từ đá bạc cho đến đá đen ấy, các cái loại đá tự nhiên cắt xẻ ra đấy. Ở phía trên này vào phía bên trong thì cho mình một cái không khí rất là ấm cúng. Trời mưa nhưng ở phía bên trong này thì cảm giác rất là yên tĩnh và rất là mát mẻ. Còn phía dưới này là cái mái của nhà chùa anh em. Đây, nhà chùa, mái của nhà chùa họ xây dựng rộng ra phía ngoài này luôn. Đây là có một cái loại cây tre, là cây tre này là giống kiểu tre trăm đốt đấy anh em. Tre này giống kiểu tre trăm đốt đấy. Cây này là cây tre trăm đốt đấy. Đấy, đúng chính xác là cây tre trăm đốt rồi anh em ạ. Cái này là trong cái câu chuyện mà chuyện cây tre trăm đốt đấy, mình đã đọc rồi. Mình cứ bình thường mình chưa biết tre thì mình cứ bảo là làm sao mà có tre trăm đốt được, nhưng mà thực chất là cái cây tre này thì nếu mà lên cao thì khả năng phải cả trăm đốt đấy. Đốt của nó nhiều như thế này cơ mà, cứ một đoàn một đốt, một đoàn một đốt. Và những cái cây tre này thì nó sẽ gắn liền với những cái sự tích, những cái câu chuyện sự tích mà thường thường là ở các cái nhà chùa, rồi những cái nơi linh thiêng là họ cứ trồng những cái cây này. Nó thể hiện cho sự sum cho sự sinh sôi nảy nở đấy, sinh sôi nảy nở, nên là rất là linh thiêng luôn.